đức dung bồi thêm rạng toàn, thoát phàm theo dồi gót cơ từ bi. Tiếp theo chương trình đến phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Phần này chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm đến diễn đàn để làm bổn phận của mình. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên. Với đề tài là bổn phận của con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm chân tánh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương sở tại, kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong phần địa phương của huyện Thanh Bình ở đồng ở đây tham dự, kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị là mạnh thường quân, kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 niên Nhâm Dần, và đêm nay cũng là đêm 20 tháng 4 năm 2022. Chúng tôi cũng được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả quý đồng đạo chúng ta, cũng như quý vị trong ban tổ chức, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Bình. Vậy là nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính, cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, hôm nay có thể nói là đầy đủ nhân duyên, cho nên chúng tôi mới được trở về đây để gặp gỡ quý vị. Sở dĩ tại sao chúng tôi nói như thế? Bởi vì cũng đã nhiều giấy phân công, nhớ không lầm là khoảng 5 giấy phân công, đến ngày hôm nay chúng tôi mới được đến đây để chia sẻ quý vị. Do cái tình hình chung dịch bệnh, cho nên thì gần tới thuyết giảng thì chúng ta lại tạm ngưng. Thời gian cũng đã trên dưới gần 2 năm. Thì ở nơi đây, quý đồng đạo trong ban trị sự, quý chú bác, quý cao đồ của tổ thầy và tất cả đồng đạo trong địa phương này thì không lạ gì chúng tôi. Bởi vì gần như quý vị rất là chiếu cố, thì năm xã Cù Lao nói chung và đặc biệt xã Tân Bình, tôi về đây nhiều lần lắm. Nếu mà đếm con số lần về đây trên 10 năm nay thì chắc cũng khoảng chắc trên 10 lần. Thì cũng có lần thì về đây làm nhiệm vụ xong rồi chúng tôi về, cũng có lần ngủ lại ở đây với các ban tổ chức, thì nó không hết với cái kỷ niệm đó. Tuy nhiên hôm nay thì cũng được trở về đây để gặp gỡ quý vị, để chúng ta cùng nhau chia sẻ qua một cái chuyên đề gần gũi, thực tế mà lại quan trọng nhất, có thể nói là mạng mạch của người tu, và cũng có thể nói đây là cái giáo pháp học Phật tu nhân mà Đức Tôn Sư đã dạy tất cả đồng đạo chúng ta. Như vậy thì cái chuyên đề hôm nay, cái quan trọng là đồng đạo chúng ta hiểu được cái trách nhiệm, cái phần về mình cần phải làm gì trong cuộc đời hành đạo, cái nhiệm vụ của một vị tín đồ, cũng như cái nhiệm vụ của một cái người công dân đối đất nước, và sau cùng là chúng ta đi sâu vào cái chân tâm Phật tánh để mình tìm cho được chủ nhân ông, tìm cho được bổn lai diện mục để rồi tất cả chúng ta giải thoát. Như vậy thì trong cái lộ trình tu tập của một hành giả, nhất là đối tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì Đức Thầy chủ trương tu nhân đi trước, và có tu nhân thì chúng ta mới có một cái thềm thang căn bản, rồi xây dựng lên đó một cái tòa lầu đài Phật quả để mai hậu chúng ta được vững chãi và được giải thoát. Thì nói chung cái chuyên đề hôm nay cũng có thể chúng ta xác định rõ hơn để mình không có còn kẹt mắt giữa cái nào là chính yếu và cái nào là phụ trợ.
Chứ để không khéo đây rồi đồng đạo chúng ta cứ nghĩ rằng hôm nay tôi tu, tôi chỉ cúng lại, chỉ ăn chay 1 tháng 4 ngày là đủ rồi, chỉ đi làm từng, đi cầu nguyện, chỉ đi làm công tác từ thiện là đủ rồi. Thì xin thưa rằng đó nó chỉ là trợ hạnh mà thôi. Cái cốt yếu quan trọng nhất là cái cách ứng xử, cái cách cư xử giữa chúng ta đối với gia đình, chúng ta đối với hàng xóm, chúng ta đối với cộng đồng xã hội và chúng ta đối với thầy, đối với Phật. Thì đó mới là cái vấn đề để quyết định cái sự thành bại, quyết định cái công quả tu hành của chúng ta cao hay thấp trên con đường tu của mình, từ ngày chúng ta giác ngộ đến ngày chúng ta bỏ sát. Vì cho nên khi Đức Thầy ở Bạc Liêu, thì như quý vị biết, trong quá trình ở nhà ông Ký Giỏi, tức là cụ thơ ký xuất phủ Nam Kỳ, thì Đức Thầy cũng đã sáng tác rất là nhiều bài thi thơ, và đặc biệt thì có các cái bài pháp luận. Có thể nói rằng đây là những cái phương pháp tu hành mà không thể thiếu đối với người học đạo cũng như đối với đồng đạo chúng ta. Và đặc biệt hơn thì các bài pháp luận này, thì nếu nói góc độ nào đó thì được kết tập trong quyển 6. Đúng ra là các bài pháp luận này nằm ở trong quyển 6 vậy, phần sau á, chứ lúc trước á, thì được kết tập trong quyển 6. Tuy nhiên thì sau này cũng do cái phần kết tập, có thể có những quyển giảng thì có, và cũng có quyển giảng thì không có. Tuy nhiên nếu đồng đạo nào có cái quyển thi văn toàn bộ thì chúng ta thấy rất rõ. Thì khi mở đầu trong cái bài trong việc tu thân sửa kỹ, thì Đức Thầy đã khẳng định rất rõ rồi. Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều, rồi ta sẽ độ giúp các người. Như vậy thì qua cái thông điệp này thì chúng ta lại đặt ra một vấn đề. Trong khi đó thì đối với người tu thì mình chủ, tức là chú tâm nhất là trong cái thời lễ bái, trong thời cúng lại, mà lại nghe Đức Thầy nói vậy, mà Đức Thầy đang nhắc lại Đức Phật, tức là đây là Đức Thầy truyền lại lời Đức Phật, tức là ý của Đức Phật đó, Đức Thầy nhắc lại lời Đức Phật. Thì lúc bây giờ thì chúng ta nghe nó gần như là mình có cái gì đó mà hơi hụt hẫng. Thí dụ như tôi tu hành chủ trương vấn đề lại một ngày 3-4 thời gì đó, tôi cứ nghĩ rằng đường tu tôi bao nhiêu là đủ rồi. Tôi nghĩ rằng như vậy là tôi là một cao đồ được Đức Phật, Đức Thầy công nhận, tiếp độ. Tuy nhiên khi nghe Đức Thầy nói đoạn này rồi, chúng ta thấy à, vậy thì mấy tháng nay, mấy năm nay, cái sự cúng lại của mình thì chúng ta chưa phải là một tín đồ thuần thành của đạo, mà lúc này chúng ta mới gọi là mới nhập môn, nói góc độ nào đó là mới sơ cơ, nếu nói gọn nữa là ở ngoài da. Vì nên nhớ nha, cúng lại chỉ là ngoài da thôi, còn đi vào cái trọng tâm của con đường tu hành thì chúng ta bắt đầu nghe thêm Đức Thầy dạy thêm. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều, rồi ta sẽ đổ giúp các người. Như vậy Đức Thầy mới cho biết rằng Đức Phật nói á, không phải hôm nay mình lại Đức Phật nhiều mà Đức Phật độ đâu. Không phải như vậy. Đó nó chỉ là cái cách mà gần như là chúng ta cải hối ăn năn để chúng ta nhờ ơn trên quá độ. Còn cái quan trọng là phải chúng ta tự độ mình, mà Thầy đã nói rằng là coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong mà khó rất nhiều. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới dạy thêm, các ngài dạy rằng, tức là phận sự các người nên biết rằng, các người nên hiểu biết phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm cái chân tánh của mình. Thì đây là một cái đoạn văn tản mà hôm nay chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ. Thì trước khi nói cái đoạn văn tản phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống, thì Đức Thầy cho biết rằng các người nên hiểu biết. Cái câu này có thể đánh vào ở trong tư tưởng chúng ta một cái gì đó. Hôm nay là người tu đạo Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta phải hiểu biết vấn đề này. Kính thưa đồng đạo, nói như vậy, quý vị cho chúng tôi mở ngoặc nói thêm một tí. Thí dụ những đồng đạo nào thường đọc giảng, những đồng đạo nào có nghiên cứu, những đồng đạo nào thường tra cứu lời Đức Thầy xem qua xem lại thì biết. Rồi cũng có một số đồng đạo chúng ta giác ngộ tu hành mà tối ngày thì cứ lo ruộng rẫy, lo làm từ thiện, thì cũng không có quan tâm đến thánh ngôn luận là Đức Thầy, mạng mạch của cái nguồn tôn giáo của mình mà được Đức Thầy ra đời mà ngài cho biết rằng là bao nhiêu tâm não gốc tôn dặn dò kỹ lưỡng trong năm cuối cùng thì nó không hết. Kính thưa quý vị, như vậy Đức Thầy đã giải rất rõ là chúng ta phải hiểu biết.
có hiểu biết rồi mới thực hiện được nha quý vị. Tức là chúng ta phải có một cái năng lực của cái sự tư duy. Bởi vì phàm làm gì cũng vậy. Thí dụ bây giờ chúng ta làm ruộng đi, tôi ví dụ một cái nhà nông bình thường, mà nếu nhà nông mà có hiểu biết về cái phương pháp làm ruộng rành rẽ, nhận diện được sâu bệnh, biết cách phun thuốc đúng cách, biết cách bón phân đúng cách, thì đương nhiên lúa nó trúng. Đồng thời có một là lão nông khác, nhưng lão nông này không biết đúng cách, không có hiểu biết, gặp người ta làm bắt chước làm theo, hoặc giả làm theo cái cảm tính của mình, làm theo cái phải nói rõ là những cái mà thói quen đó. Bởi vì càng ngày cái cuộc sống, cái nhịp sống nó càng thay đổi theo cái mới, mà như nhiều khi mà chúng ta cứ bảo thủ giữ cái lưu giữ cái thói quen hoài thì coi chừng chúng ta hụt hẳn, thì đương nhiên vụ mùa không trúng. Thì đồng thời hai người tu cũng vậy. Cái người đồng đạo mà có hiểu biết, có thường đọc giảng sầy, thầy có thường nghe thuyết giảng, thì tôi tin chắc rằng tâm lượng sẽ mở mang, sẽ hiểu biết. Khi mà chúng ta gia chạm vào thực tế rồi, công việc gì đến với mình thì chúng ta hiểu ngay đó là tội, không nên làm, đó là phước nên làm, đó là vết xe đổ, đó là ổ gà, không nên chạy vào đó, chúng ta phải tránh ra. Còn cái người mà không học, không hiểu, không biết thì xin thưa rằng, như chúng tôi thường nói, quý vị cũng thông cảm, cũng giống như người mù rồi do vậy. Như vậy thì bảo làm sao đắc đạo được, phải không? Bởi cái nguồn tri thức chúng ta không có, không nắm vững được, thì trên con đường tu chúng ta ít nhiều mình cũng phải sai lầm. Nhiều khi những người thông suốt bây giờ, những người có hiểu biết, có cái vốn kiến thức đó, mà họ còn phải vấp ngã, còn phải sai lầm, huống hồn chứ chúng ta không biết. Cho nên thì ở đây chưa vào cái vấn đề phân tích cái đoạn giảng này, thì chúng tôi muốn nhắc nhở cái vấn đề hiểu biết là cái then chốt. Chính vì để cho đồng đạo hiểu biết, cho nên Đức Thầy chúng ta cực khổ lắm. Trị bệnh độ đời chỉ là phương tiện tạm thời, mình nói nôm na trị bệnh độ đời để cho mọi người đến với đạo thôi, đến với hòa hảo thôi, giống như là nói nôm na là làm quen thôi. Nghe làng hòa hảo có ông Phật trị bệnh hay lắm, bệnh gì cũng hết. Chứ vì cho nên vì các nơi các người dân ở trong vùng là ùn ùn kéo đến, vì Đức Thầy mới là thuyết pháp độ đời và Đức Thầy viết sấm thi độ đời. Vậy thì cái công trình của một vị hoạt Phật, ngài thuyết pháp độ đời, đặc biệt là viết sấm thi độ đời, thì quý vị thấy rằng cái công trình này không nhỏ. Nhất là chúng ta hiểu về cái Phật giáo thì chúng ta thấy ngày xưa Đức Phật không viết chữ nào cả, mà hôm nay Đức Thầy chúng ta viết quyển sấm giảng thi văn toàn bộ, quý vị thấy rất là quý đó. Viết để làm gì? Để cho chúng ta học. Đức Thầy chúng ta sẽ rất là vui khi nhìn thấy được, chúng ta hiểu biết được lời của ngài, mà ngài đã xác định rất rõ là ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Rất rõ ràng. Như vậy thì giờ này sống trong cái thời buổi công nghệ thông tin, thật ra thì thập niên của chúng ta bước vào thập niên thứ 3 thế kỷ 21 của thiên niên kỷ thứ 3, thì chúng ta thấy rằng mọi cái sự việc nó khác. Nếu như quý vị xem lại cách đây đôi ba năm về trước, đôi ba chục năm về trước, thì bây giờ nó khác xa. Bây giờ thời buổi phát triển tột độ rồi, thì cái tư duy, cái nhận thức của đồng đạo chúng ta cũng phải phát triển như vậy để đáp ứng vào cái hoàn cảnh thực tế. Cho nên chính vì chúng ta ít có xem, ít có biết, do vậy nó cũng có nhiều cái vấn đề hụt hẫng xảy ra. Mà hiện nay thì quý vị biết rằng ở trên các thông tin trang mạng, thì một vấn đề mà làm cho tôi hết sức là đau lòng, bản thân của tôi cũng là đồng đạo chúng ta, cũng là anh em thương yêu lẫn nhau như con một gia, đâu có lạ đâu đồng đạo, anh em ruột thịt của mình đó, mà không nghe lời Đức Thầy. Đức Thầy dạy là thiên cơ để dạ, lão thờ yên thân. Đằng này anh em của mình bàn ngày này đời tới, tháng kia đời tới. Hôm rày tôi nghe đồn rộ rộ tháng 3 tháng 4 này đời tới, tôi trông coi thử tháng 3 tháng 4 này có tới đâu đi quý vị, phải không đồng đạo? Như vậy thì tôi mong rằng quý vị chúng ta cũng phải có một cái tri giác. Vấn đề thời cuộc thiên cơ đó, nếu mà bàn trúng thì có lỗi, mà bàn tật là có tội. Đức Thầy đã dạy rất rõ rồi. Hôm nay chúng ta chỉ gượng bàn thôi. Nếu nói về thời cuộc thiên cơ, chỉ trừ khi những người có được lục thông Phật, Bồ Tát, A-la-hán, người ta mới hiểu được cái cơ tạo hóa giống như thầy mình vậy. Mà khi người ta hiểu rồi, khi người ta không dám nói nữa, bởi vì thiên cơ bất khả lộ. Còn giờ này anh em trong đạo mình hay thật á, lộ hết, lộ hết.
Thì do đâu? Thì do cái vấn đề chúng ta ít có tham nghiên cứu, tham cứu là Đức Thầy. Phải không quý vị? Nếu mà chúng ta có tham cứu là Đức Thầy thì tôi tin chắc rằng không đến đổi. Cho nên mong rằng ở đây thì chúng ta phải nói với một cái sự thiệt, nói bằng cả một cái tấm lòng của một cái người đồng đạo với nhau. Thật sự đối với tôi đó quý vị à, tôi rất là thương các anh em bàn thời cuộc thiên cơ. Tôi rất là thương các anh em bàn thiền thời cuộc thiên cơ. Tại sao thương? Bởi vì thấy anh em làm sai, rồi mai mốt ngày thầy về thì anh em khó, rất là khó. Rồi cái thứ hai là tôi thương thầy dữ lắm. Thầy dạy một đàn, trò làm theo một nẻo. Rồi những cái cá nhân anh em bàn bạc thiên cơ thời cuộc đó đâu phải người đó chịu đâu. Rồi xã hội, khách quan bên ngoài, người ta sẽ đánh giá thấp về cái tôn giáo chúng ta. Ta nói rằng đạo Phật giáo Hòa Hảo toàn là thời cuộc thiên cơ không. Hết năm này đến ngày kia, hết năm dần đến tháng mẹo, rồi qua năm dần mới tới năm gì nữa đây đây. Tới tức hợi hả? Nó nhiều chuyện quá tôi không biết luôn. Phải không có gì? Thật sự là tôi không biết. Nhiều khi rồi tôi cũng nhắc là Đức Thầy, nhắc để cho đồng đạo hiểu cái cơ tận diệt, tương lai nó là vậy. Cái chuyện này chúng ta không phủ nhận được, nó là có. Nhưng mà ngày nào có, tháng nào có, năm nào có, thì xin thưa rằng nó vẫn là một cái dấu chấm hỏi, nó là mật, không thể nào chúng ta hiểu được. Thì nó không hết. Cho nên Đức Thầy mới dạy ở chỗ này là, tức là các người nên hiểu biết, phải hiểu biết được. Và cái yếu tố đi vào cái vấn đề trình bày hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày qua hai cái ý. Ý thứ nhất, chúng ta cùng nhau ôn lại. Thật ra thì ở đây tôi nhìn hội trường quý vị phải nói rõ là chân tu, những quý vị là chuyên hành đạo. Như vậy thì chúng ta là người chuyên tu, mình đã có cúng lạ rồi, mình ăn chay rồi, bà đã niệm Phật rồi, mà hôm nay lại nghe em Chí Tâm nói chàng hơn vậy, tu không rài ở ngoài da không, tu không rài ở ngoài cửa không, vậy ông này ông nói sao nghe lạ lạ vậy. Như vậy thì muốn đi vào trong ruột, muốn mở được toan một cánh cửa Phật Pháp chúng ta bước vào, thì thầy dạy phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống. Thì đó là cái vế thứ nhất. Và cái vế thứ hai là phải tìm kiếm cái chân tánh của mình. Vậy thì phận sự con người nó có rất rất là nhiều vấn đề. Mà vấn đề đặt để nơi đây, chúng ta là tín đồ, thì tôi và quý vị chúng ta làm cái gì đây? Tôi sẽ chia sẻ một số nét thôi, nó rộng lắm. Rồi cái thứ hai nữa, chân tánh là gì? Chân tánh là mặt mày ra làm sao? Từ xưa đến bây giờ chúng ta có nhận diện được nó hay không? Và muốn nhận diện được nó chúng ta phải làm sao? Để chúng ta tìm kiếm được nó. Và khi tìm kiếm được nó chúng ta sẽ đi về đâu? Mà không tìm kiếm được nó, không làm tròn phận sự, chúng ta sẽ về đâu? Thì đó là các cái vấn đề mà chúng tôi sẽ gặp gỡ quý vị. Như vậy thì bây giờ phận sự con người, phận sự là gì? Cái nghĩa của từ phận sự á, phận sự là phần việc về mình cần phải làm, là phận sự. Giống như ông cha ông đi nói mày ở nhà phận sự con á, là phải canh nhà cửa, là phải trông coi ruộng vườn gì đó. Thì phận sự là cái trách nhiệm. Theo từ điển cho biết rằng phận sự là cái phần việc về mình cần phải làm, đó gọi là phận sự. Như vậy thì cái phần việc đều cần phải làm của tất cả đồng đạo chúng ta trong giờ này phải làm gì trong kiếp sống này? Cho nên hôm nay tôi và quý vị được sanh ra từ đâu? Rồi sau khi chúng ta mạng chung mình đi về đâu? Đâu phải chúng ta là Tôn Ngộ Không đâu, từ đá, từ thạch quá thành. Như vậy thì chúng ta hôm nay sanh ra thì nói, nếu mà chúng ta hiểu về tâm lý, về tính chất nhân quả, thì chúng ta sanh ra là rõ ràng là vì nghiệp. Nghiệp. Mà nghiệp là cái gì? Dạ xin thưa rằng nghiệp là những cái chúng ta gây tạo trước đó là nghiệp. Nhiều khi thì cái khái niệm chữ nghiệp này rồi chúng ta nghĩ nó một cái gì đó nó tội lỗi, một cái gì đó nó khổ não, không phải. Nghiệp trong đó thì nó gồm cả nghiệp lành, nó gồm cái nghiệp dữ. Và đồng đạo nhiều khi chúng ta hiểu nhầm, nói nghiệp này ông trời đưa đến, cái nghiệp của tôi sao khổ cái gì? Ủa cái nghiệp của tôi là nghiệp nào nữa? Cái này mình tạo mà, đúng không? Mình tạo khi mình sinh ra cõi đời này, mình tạo khi ở nhiều tiền kiếp về trước, do mình tạo mà, đó là nghiệp. Vậy thì hôm nay tôi và quý vị được sinh ra ở trong cái cõi đời này,
Nếu nói về tôn giáo, về tâm linh thì do cái nghiệp, do chúng ta tạo việc bất lành cho nên sanh cái cõi khổ nè. Chứ phải như chúng ta tạo việc lành thì bây giờ này tôi và quý vị chúng ta được về có Phật, được ngồi liên là tọ liên đài, được ngồi tọ sen, đâu có ở trong cái cảnh mà thầy cho biết là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Mà thầy còn dạy thêm là có bao người xét cho tột chỗ, ít có bao người xét lắm, xét cùng tột. Người ta nghĩ cõi đời này vui không à, phải không quý vị, đâu có khổ gì đâu. Cho nên thầy nói là có bao người xét cho tột chỗ, ít người xét lắm. Chính ít người xét đó mà đam mê trong cõi này, phải không? Vì vậy cho nên tôi mong rằng cái quan trọng nhất muốn nói ở đây, chúng ta phải xét trước, phải xét cuộc đời là khổ mà, phải xét riết, phải biết được nhìn nhận cuộc đời là khổ, nhận thân là khổ, chúng ta mới tu được. Còn nếu hôm nay chúng ta không nhìn nhận được, không nhận diện được vấn đề này, vậy thì chúng ta ở đây hoài mà nóng chán cảnh này, đi một chi ủ, thấy đây vui quá hả, đi một chi ủ, đúng không quý vị? Cũng đồng một sự suy nghĩ, cũng đồng một nguồn tư duy, mà có cái thì tích cực, lại có cái là tiêu cực. Này con nguyện cái hóa ăn năn làm lành lánh giữ quy theo mấy ngày tu hiện theo Phật đạo. Mình hứa hẹn vậy đó, tu theo Phật đạo, về với Phật, mà hình như bước ra đường thì tiếc. Tiếc cái này, tiếc cái kia, tiếc cái nọ, tu cũng tu nữa, mà gọi là tu hành như thể thả trôi. Nay lỡ nay mai bò chẳng có thiện tâm. Vì vậy cho nên yếu tố đầu tiên mà để chúng tôi muốn xác định được cái vai trò đó, cái phận sự của con người làm diễn kiếp sống đó, thì cái kiếp sống này khi mà có mặt chúng ta hiện hữu ở đây là do đâu? Do nghiệp. Và kiếp sống này là một kiếp sống đau khổ, mà Đức Thầy cho biết rằng kiếp sống này là kiếp sống ngũ trược, kiến trược, kiếp trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Mà Thầy viết rất rõ trong Giác Mê Tâm Kệ, kiếp sống này ngũ trược. Mà tôi cũng thường nói hoài, đây là kiếp sống, phải nói rõ là ác thế, ngũ trược, đau khổ lắm, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên khi mà sinh ra kiếp sống ở trong cõi đời này, yếu tố quan trọng là chúng ta nên xa bay, cao chạy, phải không quý vị? Mà Thầy đã dạy là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Vậy thì muốn cao bay xa chạy, yếu tố đầu tiên muốn nói là phải làm tròn cái phận sự mới cao bay xa chạy được. Nợ nần đâu đó phải trả cho nó xong hết mới đi được. Còn mà đi mà thiếu nợ, ta ní máu giật lại không cho đi, người ta bỏ tù, người ta cầm tù bởi còn thiếu nợ người ta, phải không quý vị? Vậy thì yếu tố thứ hai sở dĩ chúng ta có mặt ở trong cõi đời này thì với tôi và quý vị thì hoàn toàn do cha mẹ sinh ra. Vậy thì cái phận sự vai trò đây chúng tôi trình bày ba vấn đề thôi. Cái vấn đề thứ nhất, khi sinh ra trách nhiệm của chúng ta phải đền đáp những cái ân nghĩa mà chúng ta thọ nhận. Cái vai trò thứ hai, khi chúng ta sinh ra thì mình phải trả hết những cái nghiệp lực mà chúng ta đã vay, ăn cái ân nghĩa mà chúng ta đã thọ, cái nghiệp lực mà chúng ta đã vay. Hai vấn đề này nó khác nhau, nghe quý vị, không giống nhau. Rồi cái vai trò thứ ba, khi hiểu được như vậy rồi thì chúng ta phải làm sao cắt trừ cái nghiệp, cắt đứt cái nghiệp, không còn cái nghiệp nữa. Vậy thì mới xong cái bổn phận. Thí dụ bây giờ chúng ta có lo đền trả cái ân nợ, chúng ta có lo đền trả cái nghiệp nợ, mà chúng ta vẫn còn vay nợ, trả rồi vay rồi trả, cứ như vậy hoài, ở đây hoài, như không rồi, có làm tròn bổn phận đâu, đúng không quý vị? Nếu vậy thầy rất là buồn. Như vậy thì chúng tôi sẽ đi vào cái ý thứ nhất trong cái phận sự. Thứ nhất là chúng ta trả nợ, có thằng này do nghiệp lực và đồng thời do cha mẹ sinh ra. Như vậy thì cái phận sự đầu tiên của con người không riêng gì người tu, tất cả con người ai cũng có cha mẹ, thì trách nhiệm chúng ta phải lo cho cha mẹ. Quý vị thử hình dung giùm cho tôi, nếu như một cái nhà tu mà bỏ bê cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ, không lo cho cha mẹ, thì vị này đi không xa, phải không quý vị? Rồi như vậy thì nếu như ai còn cha còn mẹ thì làm ơn cố gắng lo cho cha mẹ đầy đủ, từ tức là từ vật chất lẫn tinh thần, lo cho cha mẹ khỏi bệnh hoạn, đói trách, ốm đau. Thì vấn đề này tôi nói rất là nhiều rồi. Cho nên nhiều khi rồi đồng đạo, chúng ta cứ hướng về ông Phật ở có cực lạc, hướng về ông Phật tượng, hướng về ông Phật cốt, mà chúng ta quên rằng hai vị Phật ở nhà chúng ta lại bỏ quên. Cho nên tôi đọc sách có một cái mẫu chuyện kể như vậy. Hai huynh đệ thương nhau lắm, nhưng mà hai người lại có hai cái ngã rẽ.
Ông anh thì ổng trơn trắt thật thà, vì vậy cho nên ổng lo cho cha mẹ với lo đồng án hàng ngày mặt tắt mày tối. Bởi còn cha mẹ già, ông em thì ổng lại có một cái tính hơi bay nhảy, vì vậy cho nên ông mới lên trên núi ông thọ giáo một cái vị thần tiên. Ông tu hành, ông nói thôi bây giờ huynh ơi, cuộc đời này khổ quá, bây giờ huynh anh thay tôi ở lại huynh lo cha mẹ đi, còn không thì huynh theo tôi huynh tu. Bây giờ tôi muốn tìm đường đi tu, à nghe đâu ở trên núi có một cái vị tu hành đắc đạo giỏi dữ lắm. Thì ông anh nói thôi để tu thì tu đi, chứ giờ nếu mà bỏ cha mẹ gì thì tôi không đành đoạn. Để đi mà tôi đi nữa là cha mẹ mình đau ốm bệnh hoạn, ai lo, ai lo vũ mùng quẹt là cơm nước hàng ngày. Thì thôi vậy thì anh ở nhà đi, tôi đi. Vậy thì một thời gian tu trên dưới khoảng 3 năm thì cái vị em này chứng được quả tiên quý vị. Thông minh lắm, chứng quả tiên, mừng lắm. Vậy thì lúc đầu thì lên núi tu cực khổ, còn phải lo kiếm ăn. Nhưng mà khi chứng được quả tiên rồi nó sung sướng, ôi thôi trưa ngày nào tới giờ ngọ có tiên nữ đem cơm nước nè, đồ ăn đủ thứ, trái cây ngũ quả là ăn no đủ vậy đó. Ngồi toàn là nói chung là trà đạo không à. Tới giờ là tiên nữ đem ra cho ăn, phải nói sung sướng dữ lắm. Cho nên ông nói chung là ông thỏa mãn lắm. Cái ông về ông thăm anh với thăm mẹ. Ông nói anh nha, bây giờ cực khổ đồng án như vậy, nhìn anh ốm mà đen mà xấu quá, thấy tôi không? Đẹp đẽ không? Mà nói thiệt anh, giờ tôi sung sướng lắm. Tôi bây giờ chứng được quả tiên rồi, sống khỏe như tiên vậy đó. Ngày nào ăn uống cũng có người lo đủ hết trơn. Cái ông anh nói, ủa vậy hả đệ? Tràn ơn sung sướng vậy. Đã tôi kêu anh theo tôi tu rồi, không chịu đâu, đeo đeo ở nhà hoài khổ gì nè. Thì ông tin tôi thì ngày mai anh lên núi với tôi. Tới giờ trưa đó, tới giờ ngọ đó, anh thấy tiên nữ đẹp, ôi thôi đẹp anh ơi, đem đủ thứ đồ ăn cho mình ăn hết trơn. Cái ông anh ông hiếu kỳ, nghe nói em mà nói vậy cũng, nghe nói tiên nữ đẹp quá, thôi cũng đi. Bởi vì ngược có vợ, tức là ở vậy nuôi mẹ nuôi cha, quý lắm bây giờ, quý lắm, tôi rất là trân trọng những cái những vị như vậy. Thì lên núi, đợi hoài tới giờ ngọ không thấy tiên nữ xuất hiện. Qua tới giờ ngọ xế không thấy tiên nữ xuất hiện. Thì ông em ông xót ruột à. Theo cái mỗi ngày thì ngày nào tiên nữ cũng đem cơm ngũ quả rồi tới, cho giờ này sao bữa nay mà lạ vậy? Đã là quá ngọ rồi, quá xế rồi, không thấy tiên nữ. Ông đâu giờ bực mình à. Bởi vì quê giống anh mình. Mình mời anh ở đây mình nói ngon lành quá mà giờ này sao không vậy? Ông anh nói thôi đợi ta đợi hết nổi rồi, thôi để ở đây để đợi tiên nữ đi, ta về ta lo cho cha mẹ mình, gần tới bữa cơm chiều rồi. Như vậy thì ông anh mới vừa ra đi thì mấy cô tiên nữ xuất hiện, đem cơm nước bánh trái đồ ha, trái cây đồ đến. Thì ông em ông giận quá, ông la cho một trận. Ông nói tại sao mấy cô làm tôi quê, bữa nay tôi hẹn anh tôi đến đây mà mấy cô lại không đem cho anh tôi ăn, mà đợi anh tôi đi mấy cô đem lại. Thì mấy cô này cũng bình tĩnh để cho ông giận, ông quát một hơi. Cái mấy cô này nói dạ thưa ông, nãy giờ tụi tôi ở ngoài không dám vô. Nó ủa sao kỳ á. Nói dạ thưa ông, bởi giờ nãy giờ ông ngồi đây với chung với ông Phật, cho nên ánh hào quang của ông sáng quá, tôi không dám đem đồ ăn cho ông ăn. Chàng ơi, ông này nói ủa Phật gì đâu đấy, nãy giờ tôi ngồi với ông anh tôi cả sớm cả buổi giờ, cả mấy giờ đồng hồ, Phật đâu đây? Nói không ông à, cái ông mặc đồ mà lam lam hồi nãy đó, ông đó là hào quang sáng chói ông ơi, cho nên tụi tôi không dám vô, đợi ông về tôi mới vô. Quý vị ơi, lúc bây giờ ông em hết hồn, vậy là anh mình lo cho cha mẹ ở dưới tu hành hiền lành chứng đạo rồi, trước mình không hay. Như vậy thì qua mẫu chuyện trên, cho nên ngày giờ này chúng ta đừng dễ ngươi nghe, đồng đạo nào còn có cha có mẹ có hai vị Phật ở tại nhà, đồng đạo lo cho hai vị Phật này, đồng đạo tu cái hạnh lớn dữ lắm. Không có cái phước báo nào lớn bằng lo cho cha mẹ chúng ta cả. Còn nếu như đồng đạo nào mà cha mẹ đã quá giảng rồi thì dễ thôi, ai cũng thương nhớ cha mẹ. Nếu cha mẹ có quá giảng rồi thì chúng ta phải cố gắng tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh Phật Đo Trầm Luân. Khi cha mẹ quá giảng rồi chúng ta còn phải tu, còn phải cầu nguyện. Hầu lúc cha mẹ còn sống chúng ta tu dừng chừng thôi, nhưng mà khi cha mẹ chết chúng ta tu phải rút nữa. Bởi tại sao? Lúc bây giờ chúng ta còn có trách nhiệm, muốn đoàn tụ với cha mẹ chúng ta phải tu à. Nếu không tu đắc đạo là đừng mong gặp lại cha mẹ mình. Muốn cứu vớt cha mẹ mình phải tu đắc đạo à. Nếu như gặp cha mẹ mình là người hiền lành, hiền đức, lo tu hành thì tốt. Biết đâu cha mẹ mình không tu là sao? Mình ở đây đang sống cái cảnh sung sướng mà cha mẹ mình đang cực khổ ở củ tiền thì sao đấy? Vì vậy cho nên cái vai trò, cái nặng nề, gánh nặng trên vai của chúng ta là chúng ta cần phải tu để độ mình, để cứu vớt cha mẹ mình.
Đúng với câu mà thầy dạy là ngày nào đắc được lục thông mới vớt hồn cha mẹ tổ tông bấy đời. Hoặc là ráng tu đắc đạo cứu cổ quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngọ đáp ơn dày công sáng tạo cho ta hình vóc học cơ quyền. Câu giảng này đồng đạo thuộc lòng hết rồi, tôi chỉ nhắc lại thôi. Thì đó là cái phận sự đầu tiên đó. Khi mà cái phận sự đầu tiên này mà chúng ta làm không xong đó, thì chúng ta sẽ đi gì đâu? Chúng ta sẽ xuống tới địa ngục. Tại sao xuống địa ngục? Bởi chúng ta phạm tội ngũ nghịch rồi. Tội ngũ nghịch sẽ dung chứa những, ở địa ngục sẽ dung chứa những người phạm tội ngũ nghịch. Bởi vì sau khi chúng ta mạng chung, mình sẽ đi về 10 cái ngã rẽ, mình sẽ đi về 10 cái con đường. Như vậy thì trong 10 cái con đường này, 3 con đường thấp nhất gọi là tam ác đạo. 3 con đường này để dành cho ai? Dành cho những người không làm tròn bổn phận, dành cho những người tạo nghiệp thì sẽ về 3 con đường này. Mà con đường thấp nhất là nghi là gì? Ngục vô giác. Ngục vô giác là gì? Là cái cửa ngục này gần như cái nỗi khổ không có gián đoạn. Tức là khổ trong khổ đó. Cái khổ này chưa dứt đến cái khổ kia, khổ kia chưa dứt đến cái khổ nọ, nên Đức Phật gọi là ngục vô giác. Mà Đức Thầy cũng cho biết là 10 cửa xem thấy gây hồn, cho rằng coi thử có mà hay không. Có địa ngục nghe quý vị. Hôm nay là người tu, là người tín đồ Đạo Phật giáo hảo, chúng ta phải tin là có địa ngục. Bà Thầy đã giới thiệu rồi, có địa ngục. Địa ngục này sẽ dung chứa những người không làm tròn phận sự của mình, những cái người tạo ác, phải không quý vị? Thì đó là con đường thấp nhất. Rồi kế nữa là ngạ quỷ, thì cũng dung chứa những người không làm tròn bổn phận. Rồi kế nữa là súc sanh, thì súc sanh chúng ta biết rồi, tại vì súc sanh là nó gần gũi chúng ta hàng ngày, mình biết rồi, thì rất là khổ sở. Thân người khổ sở rồi chúng ta rơi vào ba đường ác, nó còn khổ chừng nào nữa. Cho nên hôm nay đồng đạo ráng lo tròn nhiệm vụ nha, lo tròn phận sự đi, chúng ta sẽ thoát khỏi ba con đường này. Rồi tiếp theo nữa, cái ân nợ thứ hai là đất nước. Hôm nay chúng ta sống ở đây, ở trên cái mặt đất này, ở trên cái, ở trên ngọn cây, tức là ở trên cái cõi đời này, trên đất nước này, thì gần như chúng ta đã thọ cái ân ngọn rào tắc đất. Mà nó thể giải rất rõ rồi, thọ ngọn rào tắc đất. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thọ rồi thì mình phải có trách nhiệm để giữ gìn, để bảo vệ. Rồi bên cạnh đó chúng ta còn phải thọ các ngành chức năng, thọ các cái ân của các anh em làm cái nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, làm cái nhiệm vụ an ninh trật tự chúng ta yên ổn. Mà vừa rồi quý vị đã thấy một cái vị đại diện công an huyện Thanh Bình đến đây đã tuyên truyền một số vấn đề mà chúng ta thấy rõ. Nếu như mà không có các anh này, không có pháp luật, thì cái đời sống này nó khổ lắm à quý vị. Lúc bây giờ gần như mà giàu có cũng khổ lắm, ăn đâu có yên, ngủ đâu có an, đúng không quý vị? Vậy thì khi chúng ta đã thọ quá nhiều thì mình phải có trách nhiệm đền trả. Mà thầy dạy là hãy tùy tài tùy sức, nỗ lực hy sinh cho xứ sở, thảm như không đủ tài lực đảm đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương thì tài ráng tránh, đừng làm việc chi sức đến đổi làm cho nước nhà đau khổ, và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Đó là ta đền ơn đất nước vậy. Mà thầy đã dạy rồi. Cho nên ở đây thì tôi chỉ nói đại để thôi, còn chi tiết cái gì thì quý vị thể xem lại. Tôi đưa ra hai tấm gương, đáng lẽ là ba tấm gương đó, là những cái người mà trọn trung đất nước. Nếu đồng đạo hiểu về Tam Quốc thì chắc là chúng ta hiểu về Quan Công, Quan Văn Trường. Thì ông này là cái người trọn trung với Hấn Thất, trọn trung với huynh đệ kết nghĩa Lưu Bị. Chính vì vậy cho nên ông này giàu rằng cắt đầu chuẩn tiết trước Lữ Mông, tức là nguyên soái của Đông Ngô lúc bây giờ. Nhưng mà khi cắt đầu chuẩn tiết cho thật chắc ra thì sát ti mất, hồn thiên chẳng mất. Về vậy cho nên ông này ông tu và cuối cùng đắc được quả vị gọi là Phật Già Lam. Cái gốc đầu tiên là đền ơn đất nước, cái kết quả sau cùng là Phật Già Lam. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng đất nước nữa dính dáng tới người tu, không phải. Một điều đồng đạo nên nhớ giùm tôi, cái vị trí cao, tức là dưới Đức Thầy, Nam Mô Phật Tổ, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Thầy là Đức Thầy chúng ta đó. Rồi cái vị trí kế tiếp là, tức là Quan Thượng Đẳng Đại Thần. Như vậy thì Quan Thượng Đẳng Đại Thần, ông này ông làm cái gì, cái công đức gì lớn như vậy mà giờ này Đức Thầy sắp ông đứng dưới Đức Thầy đó, kế Đức Thầy đó,
và dạy tất cả tôi và quý vị phải quy theo này. Vậy thì nói đến quan thượng chúng ta thì cái công lao lớn nhất của ngài là gì? Là một cái người đền ơn đất nước, một cái người trọn trung với đất nước, đuổi giặc pháp, gìn giữ biên cương. Dầu rằng cái công cuộc của ngài không được lâu lắm, không được rộng rãi lắm, tuy nhiên cũng gây được cái tiếng vang cho một cái người phải nói rõ là trọn trung đất nước. Đốt một cái chiếc hạm của Pháp, pha răng của Pháp ở tại vòng dòng sông Nhật Tảo, ngày nay là Long An, rồi đánh úp cái thành Lũy Kiên Giang, cho nên làm giặc Pháp khiếp sợ, cho nên giặc Pháp mới tìm cách mua chuộc, khuyên ông ra hàng, nhưng cuối cùng ông thủ tiết. Cho nên chính vì vậy giặc Pháp phải xử trảm ông ở tại Rạch Giá vào ngày 28 tháng 8 năm 1868. Cho nên trước khi chết ông đã có một cái câu nói bất hủ là bao giờ tay nhỏ hết cỏ nước Nam thì hết người Nam đến Tây. Như vậy thì cái gương này là để nói rõ con người làm tròn cái bổn phận, được danh thơm tiếng tốt ngàn đời và được tu hành chứng đạo. Rồi cái người thứ hai không lạ lẫm gì với chúng ta mà chúng tôi cũng thường nói, tức là đó là Đức Quảng Cơ Trần Văn Thạnh, đại đệ tử Đức Phật Thầy Tây An. Hai ông này cũng đứng kế Đức Thầy không hả quý vị? Ông Quảng Cơ Trần Văn Thành, Đức Cô Quảng Trần Văn Thành là đại đệ tử một trong 12 ông đạo gọi là thập vị hiền thủ. Rồi Quang Thượng Đẳng Đại Thần trong cái bài cúng thầy sắp kế Đức Thầy chứ cũng là đại đệ tử nữa rồi. Mà nếu nói một thầy ba tớ thì chúng tôi cũng đã trình bày trước đây, thì đây cũng là một cái vị mà chúng ta phải nói rõ là rất rõ ràng một thầy ba tớ. Khùng thời ba tớ một thầy thì dính dáng một cách mật thiết với vị này. Chỉ trọn trung đất nước, làm tròn bổn phận của người công dân yêu nước mà đạt kết quả vậy. Rồi Đức Cố Quảng Trần Văn Thành cũng vậy, chúng ta thấy rằng cái gương của ngài phải nói rõ là, tôi nhớ cái ngày giỗ của ngài hôm tháng 2 rồi, thì quý vị thấy rằng phải nói là mọi người đồng đạo chúng ta kéo về rất là đông, ý là trong cái mùa đại dịch đó. Cho nên ông cũng có một cái câu nói bất hủ mà, thà thua xuống láng xuống bưng, kéo ra hàng giặc lỗi chân quân thần. Vậy thì bao nhiêu cũng đủ chứng minh được một cái người có một cái tầm vóc phải nói rõ là rất yêu nước, yêu giống nồi, được kết quả rất rõ ràng, thì đó là ơn đất nước đó. Các ngài đã làm tròn phận sự. Thì hai cái phận sự này nó rơi vào cái phận sự của tất cả con người, nói nôm na là cái người công dân. Và cái phận sự thứ ba nó liên quan mật thiết đến cái tín ngưỡng tôn giáo, tức là ơn đất nước, ơn Tam Bảo, tức là ơn Tam Bảo. Như vậy thì hôm nay nhờ có Phật Pháp Tăng, nhờ có Đức Thầy mới khai mở cho chúng ta có được trí hóa, được sáng suốt. Nhờ có Đức Thầy mới chỉ cho chúng ta biết con đường cuộc đời là khổ, về cực lạc mới là hết khổ. Nhờ có Đức Thầy, nhờ Đức Phật mới cho chúng ta biết thế nào luật nhân luân hồi, thế nào là luật nhân quả. Cho nên hôm nay không phải đang không mà chúng ta được hạnh phúc, được an lạc, nhưng ngay giờ này đâu. Thì hoàn toàn chúng ta đều nhờ các vị, nói đủ là Phật Pháp Tăng, thì trong đó có Đức Thầy chúng ta. Chính vì vậy cho nên cái trách nhiệm, cái bổn phận chúng ta phải lo đền ơn, đền trả. Mà muốn lo đền trả cái ơn này chúng ta phải làm sao? Các ngài đâu cần chúng ta lại các ngài, các ngài đâu cần mà chúng ta là dân cúng cái gì đâu. Bởi vì tới với ta chứ đem đồ cúng mà. Cái quan trọng các ngài cần là chúng ta làm theo những gì các ngài dạy. Các ngài cần chúng ta hứa cái gì với các ngài, chúng ta làm theo cái đó. Cái điều đó là điều tất yếu nhất trong đời tu chúng ta, kính thưa đồng đạo. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là nên bổn phận chúng ta. Đây là bổn phận nè, trong ơn Tam Bảo nè. Nên bổn phận chúng ta phải noi theo chí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được minh mẫn, đang đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt giùm kẻ sơ cơ. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sao vậy. Mới rất thề rất rõ. Như vậy thì cái trách nhiệm, cái vai trò chúng ta ngay giờ này, đối ơn Tam Bảo này, muốn đền đáp ơn Tam Bảo thì chúng ta phải ăn thiệt, nói thiệt, phải tu thật. Và chúng ta phải học đọc hiểu lời của các ngài để chúng ta làm theo. Có đồng đạo nói tôi, chú Tâm ơi, tôi thiện chú, tôi làm y là Đức Thầy đó. Rồi tôi hỏi bây giờ đồng đạo nói vậy, đồng đạo có xét mình chưa? Có làm y chưa? Y chút. Chàng ơi, từ lúc mà tôi giác ngộ tu hành, tôi làm y Đức Thầy á,
Tôi hỏi ông thuộc Đức Thầy là Đức Thầy được nhiêu trang mà ông nó làm y vậy? Mà tôi nói câu này như ông hơi sượng sượng. Nếu muốn làm y là Đức Thầy thì phải thuộc hết quyển Sấm Giảng Thi Văn toàn bộ này nè. Chẳng những thuộc ở văn tự mà còn phải hiểu nghĩa lý, làm theo mới y được, đúng không đồng đạo? Đằng này 8 điều đang cấm không thuộc nó mà y gì? Phải không? Không, ở đây tôi nói có gì suy nghĩ giùm tôi phải không? Chỉ thuộc bài cúng thôi à. Thật ra thôi nói lát thôi nghĩ nói luôn à. Vậy chứ có rửa làm được gì đâu ý. Vì vậy cho nên cái này trở lại là hôm nay cái này là cái đền ơn đây. Nếu mà chúng ta là tín đồ mà đồng đạo để cuốn giảng trong tủ á, đồng đạo khóa cho kỹ ra nghe. Cái đồng đạo để đó hoài cho tôi, vậy là chúng ta không làm tròn bổn phận. Tại sao chúng ta lại nhốt lời của thầy mình ở trong tủ hoài vậy? Rồi có đồng đạo kính trọng lắm, sợ để cuốn giảng ở dưới này nè nó thấp, đem để ở trên trang cao trên nó để rồi lâu ngày dài tháng rồi mối mọt nó ăn. Vậy thì có làm tròn bổn phận đâu. Ông thầy đi ông để lại kia mình học mà, mình không học thì nó không hết ha. Vì vậy cho nên trở lại ân Tam Bảo ở đây thì cái quan trọng muốn nói ở đây, muốn làm tròn bổn phận này thì chúng ta phải học và tu. Rồi cái trách nhiệm thứ tư nữa là gì? Ân đồng bào ngắn lỗi, tức là những người cùng sinh sống chúng ta trong quả địa cầu này. Mà Đức Thầy đã giải rất rõ rồi, nếu không có đồng bào, nếu không có nhân loại, chúng ta nói chung là mình không có làm được cái gì cả. Bây giờ quả địa cầu này, đất nước Việt Nam này mà có mình nên mình à, không ai hết trơn. Vì làm được không? Xin thưa không được. Nội mà cái ăn, cái mặc, cái sinh hoạt hàng ngày là chúng ta hụt hẫng, đâu có ai cung cấp cho mình đâu. Phải không? Vậy thì sự việc sống ở trong cõi đời này, nó gọi là, tôi nói dùng cái từ là cộng sinh. Cộng sinh, tức là cộng với nhau, hùng với nhau, cùng với nhau mà sinh sống, gọi là cộng sinh. Mà nếu chúng ta tách rời ra thì xin thưa rằng là chúng ta không có đủ điều kiện. Như vậy chính vì chúng ta cùng nhau để sinh sống trong quả địa cầu nhỏ bé này, cho nên mình phải có trách nhiệm đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ những gì lẫn nhau. Cái nỗi khổ của anh đó là nỗi khổ của tôi mà. Mình không có còn phân biệt là cái người này đạo này, người kia đạo nọ. Cái người nào làm đúng thì mình tôn thờ, cái người nào làm không đúng thì mình thương xót. Vậy là ok. Cái người làm đúng thì mình tôn thờ học theo, cái người nào không đúng mình thương xót. Chứ không phải cái người là không đúng rồi chúng ta lại chà đạp họ. Đã họ không đúng rồi, họ bị nghiệp lực rồi, họ bị đỏ rồi tu nghiệp họ, mà chúng ta còn chà đạp họ nữa thì quý vị thấy là khổ biết chừng nào, phải không? Bởi vì Đức Phật gặp cái người khổ Đức Phật thương. Còn mà chúng ta gặp cái người khổ, cái người khó dạy, cái người mà hung dữ thì chúng ta là chúng ta bỏ. Nó ngược lại, bởi chúng ta là chúng sanh, Đức Phật là Phật là khác. Vì vậy cho nên trong cái ơn đồng bào nhân loại này thì tôi chỉ nói gọn gọn thôi, để chúng ta còn đi vào các cái đề mục khác nữa. Muốn làm tròn cái phận sự con người trong kiếp sống thì ta phải có một cái trách nhiệm đùm bọc, thương yêu lẫn nhau trong cuộc sống này. Mà Đức Thầy già đã dạy rất rõ, giả lại cái tinh thần từ bi bác ái của Đức Phật, nó rất thâm quyền quyển quật. Cái tình ấy nó không bến, nó không bờ, không phân biệt màu da, không phân biệt chủng tộc, nó cũng chẳng luận sang hàng, xóa bỏ hết các giai cấp tầng lớp xã hội, mà chỉ đặt vào một, đó là nhân loại chúng sanh. Thật ra điều này không phải dễ làm, xóa bỏ hết các tầng lớp giai cấp xã hội, đặt vào một các loại chúng sanh, xin thưa là khó. Giống như câu là ước mơ cho được đại đồng tràn trề khắp cả lạc hồng đó, mà Đức Thầy đã dạy rất rõ, nó không hết. Như vậy thì chúng ta phải nhớ một điều, hôm nay chúng ta phụng sự với chúng sanh. Tôi dùng cái từ chúng sanh bởi vì ngày xưa Đức Phật dạy đây là ân chúng sanh. Hôm nay Đức Thầy sửa đồng bào nhân loại, cho nên ngày xưa Đức Phật mới dạy là phụng sự với chúng sanh, tức là cúng dường Tam Bảo. Chứ không phải chúng ta đem vật thực gì lên Tam Bảo để tôi cúng dường Tam Bảo, không phải. Không phải hôm nay chúng ta đem 5-10 triệu bạc vào chùa nó tôi cúng dường Tam Bảo, càng sai, không đúng. Cúng dường Tam Bảo là chúng ta làm những cái điều phước thiện, đùm bọc, lo lắng, phụng sự cho những chúng sanh đang khổ, cho những đồng bào đang khổ, những đồng bào đang gặp nạn, cho những nhân loại đang gặp nạn, nào là chiến tranh, nào là thiên tai, nào là địa ách,
Chúng ta phải chia sẻ, san sớt, nhường cơm xé áo cho họ, là đó chúng ta đang cúng dường Tam Bảo đâu quý vị ạ. Ơn đồng bào nhân loại mà chúng ta đã cúng dường Tam Bảo đó. Chúng ta làm như vậy ông Phật rất là vui, chúng ta làm tròn phận sự. Bởi vì kỳ thật ra tất cả nhân loại chúng sinh đều có Phật tánh. Các chúng sanh đều có như ta. Phật tánh nó không phân biệt ở giai cấp. Phật tánh nó không phân, không luận ở sang hèn. Phật tánh nó cũng không luận ở một cái nền tôn giáo nào cả. Là con người, là một loài động vật hữu tình thì đều có Phật tánh. Nhất thiết chúng sanh với hữu Phật tánh mà Đức Thầy đã trả lời trong Hồn Nguyên. Câu này trong Kinh Phật Đức Phật đã dạy, Đức Thầy có nhắc lại cũng y như vậy. Cho nên hôm nay gặp một cái người khó khăn thì chúng ta đừng có nhìn cái bề ngoài người này hôi tanh hay là rách rưới gì cả, hung dữ gì cả, mà chúng ta nên nhìn sâu vào trong tận đáy tâm hồn người này. Người này là Phật sẽ thành, người này là Phật tương lai. Chúng ta phải có tư tưởng giống như ông Phật Ấn vậy đó. Ông ngày nay cũng Phật hết trơn à. Vậy cho nên khi mà ông và ông Tô Đông Pha, hai vị này đối đáp với nhau, cho nên Tô Đông Pha hỏi: chẳng hay mỗi khi mà Hòa Thượng qua bên phủ tôi, mà những lúc tôi ngồi thiền đó, Hòa Thượng thấy cái tướng tôi đẹp không? Cái ông Phật nói: ta thấy ngài ngồi cái tướng đẹp như ông Phật vậy đó. Cái ông này ông cười, ông khái ý. Rồi cái ông hỏi ngược lại vậy chứ: mỗi khi mà ngài qua chùa Diệu Giác là ngài thấy ta ngồi thiền thấy làm sao? Thì ông Tô Đông Pha ông nói ngài đừng buồn, chứ cái tướng ngài ngồi nó xấu cũng như cái đống phân trâu vậy đó. Tôi đọc theo nguyên văn. Thì lúc bây giờ ông này cũng cười luôn đó. Bởi vì cái tâm địa của Tô Đông Pha nó xấu, cho nên Tô Đông Pha nhìn ai cũng xấu hết. Vì vậy cho nên khi về nhà kể cái chuyện này cho Tô tiểu muội em ruột của mình nghe, nói bữa nay là huynh thắng ông Phật Ấn một keo. Khi mà Tô tiểu muội nghe xong nó tràn ơi, huynh thua đậm chứ thắng cái gì đâu. Cái tư tưởng của Phật Ấn Hòa Thượng, ngài là Phật, ngài nhìn thấy ai cũng là Phật hết. Còn tư tưởng của huynh xấu quá, cho nên huynh nhìn thấy ai cũng xấu vậy chứ. Thấy không quý vị? Như vậy thì cái cách nhìn của chúng ta, cái lời nói chúng ta thoát ra đó, nó biểu hiện cái gì? Biểu hiện cái tâm ý con người chúng ta. Một con người mà có tâm tốt rồi thì không bao giờ thấy cái lỗi của thiên hạ. Mà một con người mà tâm không tốt rồi thấy người này lỗi, người kia lỗi, đủ thứ lỗi hết trơn. Tôi nói quý vị xét lại đi. Cái người mà cái tâm tốt rồi họ thấy ai cũng tốt hết trơn. Mà cái người tâm không tốt rồi thấy ai cũng xấu hết. Như vậy thì trở lại ân đồng bào nhân loại chỗ này muốn nói. Ở đây chúng tôi đi sâu một chút để chúng ta có một cách nhìn mà Đức Thầy dạy ở cái chỗ là chúng ta không phân biệt nè. Đặt vào một nhân loại chúng sanh là ở cái chỗ này thì nó không hết ha. Nó không hết. Cho nên qua đó là cái nhiệm vụ đầu tiên mà chúng ta phải thực hiện mà Đức Thầy đã dạy. Nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn, phải không? Nếu mà không lo đền đáp là rơi vào ba con đường ác đó, không còn xác thân. Nếu mà có người nào mà làm được ba bốn điều này, tôi tin chắc rằng quý vị không rơi vào ba con đường ác, không bao giờ rơi vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Ít nhất chúng ta cũng phải được thân người sanh làm người, hoặc giả là cao hơn. Mà trong kinh Đức Phật đã dạy, trên tức là thượng báo tứ đại trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Trên lo đền trả tứ ân, dưới thoát được ba con đường khổ, đúng không? Đức Phật dạy y như chúng ta trình bày vậy. Mà Đức Thầy đã dạy đến ngày biển cạn non mòn, tư ân đã trả chẳng còn tội cắn. Vậy thì đây là cái phận sự quan trọng đầu tiên chúng ta phải làm trong cái ân nợ. Ngày xưa Đức Phật chỉ thọ cái cây bồ đề giúp Đức Phật ngồi 49 ngày đêm thiền tọa, mà Đức Phật còn chú nguyện cho cây giải thoát. Huống hồ chi chúng ta đã nợ quá nhiều cái gì à, nó không hết. Rồi cái thứ hai nữa, khi chúng ta trả nợ rồi thì cái phận sự thứ hai là chúng ta phải trả nghiệp. Cái nợ vậy đó, cái nợ vậy chúng ta trả cũng được, không trả cũng được, phải không? Miễn cưỡng. Nhưng mà cái nghiệp về không trả không được. Như vậy thì cái nghiệp là những cái bất lành, những cái tai ương, những cái đau khổ đến với chúng ta. Vậy thì cái tai ương, cái bất lành, cái khổ đến với chúng ta thì hoàn toàn do chúng ta tạo. Chúng ta là một vị họa sĩ vẽ lên một cái bức tranh cho chúng ta, đẹp hay xấu gì hoàn toàn là chúng ta. Chúng ta là một ông thợ kiến tạo lên một cái ngôi nhà cho chúng ta, đẹp đẽ gì cũng hoàn toàn là chúng ta. Thì tôi nói như vậy để làm chi? Khi mà trên con đường tu của mình có gặp những cái nghiệp lực
những cái tai ương thì quý vị nên học cách gọi là mỉm cười. Học cách mỉm cười. Tôi có ông chồng, ông sáng sa chiều xỉn, tôi tu ông cản trở ăn chay không cho nữa. Nếu mà một cái người mà muốn giật nợ đó thì nói thiệt với chị nghe, tôi chán ông chồng lắm. Ông này mà lớn chớn tôi thôi ông, tôi kiếm ông khác. Đợt này tôi bỏ ông, tôi đi núi tôi tu luôn, đi vô chùa tu luôn. Thì cái người này có một cái hành vi và một cái tư tưởng là muốn trốn nợ, vịt nợ. Mà trốn được không? Trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi. Còn một cái người mỉm cười, chị ơi, tôi biết kiếp trước tôi không tu đó chị, tôi thiếu đạo ổng á, cho nên kiếp này ông theo ông đòi, tôi kệ, tôi cũng vui cười tôi trả. Vậy là cái người này biết trả nợ. Đồng một sự việc, đồng một hoàn cảnh, đồng một tình huống, nhưng mà khác nhau ở cái chỗ suy nghĩ, đúng không quý vị? Một người thì suy nghĩ vui cười chấp nhận trả nợ, bởi vì sở dĩ hôm nay ông đến đây ông ăn nhậu ông đòi nợ tôi, đâu phải ông muốn gì đâu, mà tại tôi chị ơi, tại tôi kiếp trước cái tôi cũng là cướp giật gì của ổng đó, là ổng khổ cho nên kiếp này ổng mới vậy. Cho nên ở đây không phải là riêng tôi nói với cô, mà mấy ông cũng vậy, mấy ông gặp vợ vậy cũng vậy đó. Cho nên có một cái vị này dắt đứa con lủi thủi gặp một cái vị nhà tu, nói thưa ngài, con quá khổ sở rồi. Ông này nói ủa sao khổ sở, thấy cậu cũng được quá mà. Cái ông nói dạ thưa ngài, bởi vì vị nhà tu này là được biết là chứng đạo vậy, vợ của con hai đứa thương nhau hồi lúc mà còn trẻ đó, thời đi học phổ thông, vì vậy cho nên sau khi ra trường hai đứa cưới nhau, sống nhau được 5 năm và cuối cùng được một cái bé trai này, rồi vợ con bây giờ nó cuốn gói theo người khác, cho nên con khổ hết sức khổ, đôi lúc con muốn quyên sinh đó, thưa thầy, thưa ngài, mà ngặt gì nhớ đứa con, nếu mà con chết thì nó sống dai, con còn quá nhỏ, mới có 3 tuổi, cho nên con ráng mà sống, con quá khổ, có cách nào ngài giúp giùm con. Ông này nói chèn ơi, cái chuyện gì người cũng than khổ nữa. Ông nói chuyện còn khô vậy. Cái ông nói nè, ngươi nhìn vào tấm gương này nè, đâu có sẵn miếng kiến không, biết miếng kiến này phải nói là gọi là mình nói nôm na là giống như cái đài nguyệt kiến vậy nè, thì miếng kiến bình thường, mà khi cái vị này nhìn vào thì thấy có hình ảnh, thấy cái có một cô gái này rất đẹp, cô không biết bị cái gì mà cô nằm cô chết giữa đường vậy đó, không ai có hàng tới trơn á. Cái một hồi sau có một cái vị thanh niên cũng tứng tú đẹp trai đi ngang, cái gặp cô này nằm cái gì không có đậy chân gì chân, thấy tội nghiệp của mới đây cái tấm chân mới đậy lên cái mình, đậy luôn chùm đầu bởi người chết mà, rồi bỏ đi. Thì một hồi sau có thêm một thanh niên khác nữa, thấy người này chết nằm giữa đường, người ta đậy vậy tội nghiệp á, cái người này mới giác cái xác chết đi về nhà chôn cất đàng hoàng. Ta đây cái mắt tiêu hình. Rồi vị nhà sư mới nói rằng á, ngươi có biết rằng cái vị thanh niên mà kéo cái tấm chân đắp cho cô đó là ai không? Ông này nói dạ ai, thầy chỉ giáo cho con đấy. Cái người đó là ngươi đó, cái người xinh đẹp mà nằm chết là vợ của ngươi. Phải chi kiếp trước mà ngươi giác luôn cổ về nhà cô đi cư chôn, giờ này cô đâu có bỏ ngươi, phải không quý vị? Như vậy cái người thanh niên thứ hai mà cô này đi theo là tại vì kiếp trước người ta dám giác cô này về nhà ta chôn, cái ơn của ngươi mới đắp tấm chân thì sống với ngươi 5 năm được rồi. Nhân quả là vậy, nhân quả là vậy, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì chúng ta phải làm tròn bổn phận. Cái này chúng ta nói rõ là, nói chung là tôi tin chắc là hội trường ai cũng vướng, mỗi người mỗi cảnh. Có người thì vướng cái cảnh bà và chồng khó khăn, có người thì vướng cảnh ông chồng khó ưa, có người thì vướng cảnh bà vợ khó chịu, có người thì vướng cái cảnh là chồng con của tôi nó không nghe lời tôi, có người vướng cảnh con dâu tôi sao mà nó khó chịu quá, có người thì vướng cái cảnh tai nạn này, có người thì vướng cảnh tai nạn kia. Thì tất cả chúng ta ai cũng vướng, tôi cũng vướng nữa. Quý vị biết là mọi khi tôi đi thuyết giảng là đông lắm, 4-5 anh em, nào là người quay phim nè, nào là tài xế nè, nào là người phụ sách, mà bữa nay mình nên tôi vừa làm tài xế, tôi vừa quay phim, tôi vừa cái gì mình nên tôi trơn, mà tôi vẫn vui cười bởi tôi biết cái số tôi ngày nay là mình nên tôi. Nên là tôi chỉ đơn cử chuyện nhỏ thôi,
còn nhiều cái sự việc khác nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta mới hiểu được như vậy để mình chấp nhận. Nhất là đau ốm bây giờ. Trong cái cơn đau đến với mình mà đồng đạo không chấp nhận được, đồng đạo đau khổ lắm. Đồng đạo phải chấp nhận, phải nở nụ cười. Và phải luôn luôn nhớ là Đức Thầy dạy là dí thầy xác thể phải còn đau. Hà huống chi con tránh đằng nào mà thuộc giảng mà làm được nhé. Không thuộc câu giảng nào nào chứ sao nhớ mà nói câu này như tôi vừa nói. Cho nên chúng ta thuộc giảng Đức Thầy là thuốc không à. Mỗi câu giảng mỗi chữ là thuốc, cái gì là thuốc không à. Ai thử coi anh đằng sớm anh chửi mình xối xả hay đó, quá giận rồi. Tính chửi lại, nhớ là thầy ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta phiên xuống cọt, quên hết, không có còn giận nữa. Mà nếu không thuộc là Đức Thầy là nguy đó. Nếu không thuộc là Đức Thầy là sóng gió liền nghe quý vị. Cho nên cái lợi lạc này tôi đã kinh qua rồi quý vị, cố gắng học là Đức Thầy. Cho nên muốn nói ở đây cái nghiệp quả đến với chúng ta. Mà cái nghiệp mà nó đến cái kiểu mà mưa đơn gió kép còn đỡ. Mà cái nghiệp nó đến mà dồn dập đó. Nó đến gọi là ông nhồi quả cho người hành đạo. Lúc vi nàng thế giới cùng chăng, cái nghiệp này nó còn đau đớn nữa nè. Lúc này phải cố gắng làm tròn bổn phận. Bởi vì lúc chồng rể đuổi nhiều sâu bọ rồi ngẩn ngơ bỏ giống hay sao. Nếu mà chúng ta không làm tròn bổn phận, chúng ta mắc cả giống liếng, mắc cả vốn, mắc cả giống, mắc cả chì lắng chài. Bởi vì hôm nay chúng ta đang cái người tu là đương đầu trong cái định nghiệp. Chúng ta tu là đương đầu trong định nghiệp để chấp nhận trả hết mọi thứ để chúng ta thanh thản, chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta ra đi. Mà giờ này mình không chấp nhận mình trả thì chúng ta khổ lắm. Nó không hết. Thì đó là cái thứ hai của phận sự, là hôm nay phận sự của con người phải trả nợ. Mà nếu như đằng sớm mình á, cái người nào mà không chấp nhận trả nợ đó, người đó vì thấy khổ không? Vì chú thấy khổ không? Con vợ nói một tiếng, thằng chồng nói một tiếng, thằng chồng đánh vợ một tay, con vợ chửi chồng một câu, thì như vậy thì nhà bầm bầu cũng hệt như địa ngục trần gian. Chưa chết, chưa đọa địa ngục thiệt mà đã đọa địa ngục trần gian rồi. Đánh một lát rồi sao nữa, vào ngục tù, bị các anh công an lại bắt đem về giam, phải ở tù không? Rõ ràng. Nhưng nếu như mà chấp nhận trả nợ, anh đánh tôi cũng cười nữa, bà chửi tôi cũng cười nữa, thì đâu có chuyện gì xảy ra, phải không quý vị? Thực tế, nếu như mà chúng ta đau mà đồng đạo chấp nhận, vui vẻ chịu đựng, cơn đau sẽ mau bệnh, mau lành lại, mau hết. Mà nếu như chúng ta đau mình chấp, mình không chấp nhận, mình tức, tại sao mà tôi đau như vậy, tại sao tôi bệnh như vậy, tại sao tôi khổ như vậy, thì cái phiền não đó nó sẽ nhân đôi nhân ba, cái bệnh chúng ta càng ngày nó càng trầm trọng hơn, kính thưa đồng đạo. Cho nên mấy anh bác sĩ đánh tâm lý đó quý vị, đánh tâm lý lắm. Mà anh bác sĩ nói cô bệnh nặng lắm, về cứ vui vẻ nghe, đừng có phiền não, phải không? Là chỗ này nè, chấp nhận trả nợ. Thì đó là chúng ta hiểu cái thứ hai, tức là phận sự thứ hai là chúng ta trả nợ. Rồi phận sự thứ ba trả xong rồi, làm ơn đừng có pha giùm tôi, chứ đừng có trả ăn trước mà vay sao trả ăn trước. Vậy thì tu lên tu xuống, tu xuống tu lên tu hoài, quả bắt lành chưa trả vay thêm, cứ gì hoài thì ở đây quá, đâu làm tròn phận sự. Vậy thì ngoài cái việc chúng ta trả nợ ra thì tuyệt đối không phai. Mà giờ không phai làm sao, không phai đây? Thì xin thưa rằng chúng ta phải đóng kín lại cái miệng của mình. Cái miệng trước đi, cái miệng nó khó hơn. Rồi đóng kín lại cái hành động của mình. Và thứ ba, đóng kín tư tưởng của mình. Cái nghiệp nợ mà con người phai nhiều nhất là ở đâu? Xin thưa rằng cái miệng của mình. Bởi vì cái miệng không xương nhiều đường lắc léo hả? Có gì? Phải không? Kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên thầy mới khẳng định là nhân thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò còn nặng nề hơn hết. Quý vị chắc ở đây có ai nghe, có quý vị có nghe cái đề tài khẩu nghiệp tôi thuyết mấy ngày trước chứ? Có gì đồng đạo bình luận nói nghe cái đề khẩu nghiệp của tôi rồi, hình như muốn làm thinh không còn nói gì nữa trơn. Bởi vì khi mà chúng ta mở miệng ra là thấy toàn là nghiệp không? Rất là dễ tạo nghiệp. Lưỡng thiệt, ỷ ngôn mắt khẩu vọng ngữ, chúng ta có khi chúng ta tạo gì vô tình, mà có khi chúng ta tạo cố ý. Mà cố ý thì không nói chi, mà nhất là cái tội vô tình rất là khó. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải ghi nhớ là Đức Thầy, mình làm tròn cái trách nhiệm bổn phận là chúng ta phải giữ kín cửa miệng, không để gây nghiệp. Nếu mà có nói ra thì phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Còn tốt hơn hết thì chúng ta phải nói rõ là ít nói một chút, ít nói một chút. Bởi vì lưỡng thiệt ỷ ngôn bát khẩu thì đây là cái tội rất là nặng, xuất từ cửa miệng chúng ta.
Rồi cái thứ hai nữa là cái thân của mình. Khi mà chúng ta tiếp xúc sát sanh đạo tặc tà dâm thì ba cái vấn đề này phải nói rõ là nó rất là dễ vướng. Nhất là những đồng đạo còn ăn chay kỳ. Như vậy thì nếu như mà đồng đạo chúng ta còn ăn chay kỳ thì chúng ta khó. Không, ở đây chúng ta nói thẳng với nhau nghe, chắc trong trong bàn tròn đó, trong 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 cái hội trường này đồng đạo ăn chay kỳ thông cảm cho tôi. Khi tôi nói xong, tôi mong rằng đồng đạo phải cố gắng là sắp xếp nè, tư duy làm sao nè, đặng ngày mai ngày mốt chúng ta đi theo kịp đồng đạo mình. Nhưng lẽ dậm chân tại chỗ hoài sao? Cứ chấp vào chỗ chay 4 bữa. Chay 4 bữa là quy tắc thầy nói có một câu à. Rồi các câu khác nè, tương dưa giữa phận cho tròn nè, tương với muối cháo rau đạm bạc nè, tuy nghèo dùng đỡ cháo rau nè, phận tu hành đạm bạc rau tương nè, sao mấy cái đó mày nói hết trơn à? Thấy không quý vị? Cứ chấp chay 4 bữa không à. Tại mình ăn có 4 ngày, mình chấp 4 ngày, còn thầy nói là phận tu hành đạm bạc rau tương. Dạ thầy, dạ vậy ăn mấy ngày đây? Nói chung là ăn chay ngày, lúc đó còn 4 bữa, ngày nào cũng ăn. Hoặc là tuy nghèo dùng đỡ cháo rau. Phải không quý vị? Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói như vậy để chúng ta có kinh nghiệm. Không phải tôi ép quý vị ha, nhưng mà thật ra nếu còn ăn mặn là chúng ta khó tránh sát sanh. Rồi bên cạnh khẩu và thân ra thì ý. Ý phải nói rõ là nguồn gốc mà. Tham lam sang độ mê si thì đồng đạo nên nhớ rằng khi tâm chúng ta khởi tham, khi tâm chúng ta khởi lên một cái ngọn lửa của quả diệm sơn, khi lòng chúng ta tâm tối, mê tín dị đoan, ham tin ham điều lạ, nhẹ dạ dễ tin thì bao nhiêu đó thì nghiệp chúng ta gánh không nổi, không làm tròn bổn phận. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới dạy, nếu như chúng ta làm tròn bổn phận người tín đồ thì tuyệt đối không gây nghiệp, mà thầy chắc định rằng là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về của Phật, mà không tịnh được tam nghiệp được mong về của Phật thì nó không hết. Hoặc là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi tây phương quyết đáo chung vui Phật đạo thì nó không hết. Thì ở đây chúng tôi đưa ra phận sự nó nhiều lắm, thì thời gian không nhiều, cho nên thì cái ông trưởng ban ông Tăng Quế cứ đưa tay hoài, tức là sắp hết giờ mà ban tổ chức chưa đưa, cho nên tôi chưa có rút được. Như vậy thì cái phận sự ở đây muốn nói ở đây là có ba cách. Một là chúng ta đền trả ân nợ, cái thứ hai là chúng ta đền trả nghiệp nợ, và cái thứ ba là chúng ta dứt nghiệp. Rồi khi mà chúng ta làm được điều này, cái tiếp theo vế thứ hai Đức Thầy dạy là phải tìm kiếm cái chân tánh của mình. Vậy thì chân tánh là gì? Cái chữ chân là thật, chân tánh là tánh thật, chữ chân là thường tồn, là vĩnh cửu. Chân tánh tức là cái tánh trường tồn, còn gọi là Phật tánh, còn gọi là chủ nhân ông, còn gọi là niết bàn diệu tâm, còn gọi là chân như diện mục, còn gọi là tánh linh, theo là Đức Thầy. Thì đó là chân tánh đó. Như vậy thì chân tánh ở đây muốn nói là nó trầm, nó ẩn ở bên trong. Giống như thầy dạy rất rõ là khó tìm cho gặp chủ nhân ông, còn ẩn ánh nơi dòng sanh chúng. Vậy thì tất cả chúng ta khi hiểu được ở vấn đề này thì mình phải hiểu được như cái ân ta đồng bào nhân loại tôi nói hồi nãy. Tất cả chúng ta đều có Phật tánh, tất cả chúng ta đều có cái vốn quý, tất cả chúng ta đều có một cái viên kim cương lấp lánh ở bên trong mà chúng ta không hay không biết. Mai thay nên Đức Thầy ra đời, Đức Thầy mới chỉ dạy chúng ta rằng Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm, hãy tìm kiếm ở trong não trí. Thì rõ ràng trong não trí chúng ta phải nói rõ là có giác tánh chân như. Cho nên cái quan trọng trong đời tu mình tìm cái này mới là cái hằng hữu. Tức là chúng ta phải phản quan tự kỷ bổn phận sự, trở lại với cái giác tánh chân như. Mà ở đoạn này Đức Thầy dạy chúng ta phải tìm kiếm cái chân tánh của mình. Khi mình tìm kiếm chân tánh của mình thì đấy chúng ta mới trọn vẹn là một người con Phật, mới trọn vẹn là một cái người học Phật, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì cái quan trọng đặt ra đây là làm sao để tìm kiếm cái chân tánh của mình, trong khi đó chúng ta đã, cái tâm chúng ta, cái tánh chúng ta nó đục rồi, gần như bị cái cuộc sống sinh nhai nó nhào lộn, bị danh lợi tình nó quyến rũ. Cho nên chính vì vậy cuộc đời chúng ta quá khổ rồi. Vì vậy cho nên giờ này muốn tìm lại cái chân tánh thì chúng ta phải hạ thủ công phu. Cái này nó khó hơn cái vấn đề mà phận sự gấp trăm ngàn lần, bởi cái này nó thuộc về nội tâm. Cái phận sự hồi nãy chúng ta được về cõi trời, được là sanh về cõi trời, được sanh là Atula, được sanh làm người trong lục đạo, trong sáu con đường. Và cái tìm kiếm chân tánh này nó đưa chúng ta đi xa hơn nữa, bốn con đường còn lại là tứ thánh. Thì tìm kiếm chân tánh mới đưa đồng đạo đến quả vị thinh văn, mới duyên giác Bồ Tát và Phật, mười con đường mà chúng tôi nói nãy giờ.
Đây hôm nay chúng ta trình bày các cái phương pháp đi về 10 con đường. Như vậy thì làm tròn bổn phận, làm tròn phận sự, chúng ta đi được 6 con đường. Trong 6 con đường đó, mà đặc biệt là chúng ta đi được cái quả vị cao nhất của 6 con đường là về cõi trời. Nhưng mà về cõi trời vẫn khổ, về cực lạc hết khổ, còn tất cả các cõi khác vẫn khổ. Vì vậy Đức Thầy dạy chúng ta tìm kiếm chân tánh để chúng ta được hết khổ, để được vào cái cảnh giới gọi là giải thoát, gọi là nhập niết bàn, gọi là cái cảnh giới không già không bệnh, hết ngày nào lo thì nó không hết. Như vậy thì muốn tìm kiếm chân tánh, ở đây chúng tôi chỉ đưa ra 3 yếu tố thôi. Cái thứ nhất thì mỗi đồng đạo chúng ta phải hành cho được bát chánh đạo. Bởi vì chân như tự tánh là chân Phật. Tà kiến tam độc thật ma dương, nếu tà mê ma tại thân nương, khi chánh kiến Phật thường tại thể. Pháp Bủ Đàn Kinh Đức Lục Tổ đã dạy. Như vậy thì khi mà chúng ta không có chánh kiến, mình rơi vào bát tà, thì lúc bây giờ tâm chúng ta là ma. Chân như nó lặng mắt, chân tánh nó lặng mắt. Mà khi tâm chúng ta có hoàn toàn chánh kiến, chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh mạng, chánh niệm, chánh định, khi mà chúng ta có 8 cái chánh này rồi, thì lúc bây giờ chúng ta tìm kiếm được chân tánh. Mà đây cũng là cái quyển kinh Nhật Tụng mà chúng tôi cũng đã trình bày rất là nhiều qua 8 chánh này. Có lúc tôi trình bày mỗi chánh một chuyên đề, có lúc 4 chánh và một chuyên đề, cũng có lúc là 8 chánh và một chuyên đề. Chúng tôi nói đi nói lại quá nhiều cái gì ạ trong thời gian những năm gần đây. Như vậy thì yếu tố đầu tiên muốn tìm chân tánh này thì trước tiên đồng đạo phải về học thuộc lòng cái tác bát chánh đạo là trước tiên. Phải thuộc lòng cái được bát chánh đạo Đức Thầy viết 3 lần. Đáng lẽ ra đó, đạo Phật giáo hảo chúng ta đó, ngặt giờ này mình nói chung là không có hội đồng chứng minh, cũng không có cái hội đồng gọi là giám luật. Ai muốn tu sao, tu muốn làm gì làm mà. Ban trị sự là những người đại diện thôi. Chứ thật chắc ra mấy ông làm sai tôi không dám nói nữa. Phải không quý vị? Như vậy đáng lẽ ra người tín đồ đó sau khi quy rồi đó, một ngày như vậy phải dành thời gian đọc cái quyển kinh Nhật Tụng. Giống như trong kinh, giống như trong tôn giáo bạn chúng ta, trong đạo Phật, đêm nào người ta cũng tụng kinh Nhật Tụng. Như vậy thì kinh Nhật Tụng chúng ta là bát chánh đạo. Đáng lẽ ra hàng đêm đó, sau khi cúng xong, sau khi ngồi niệm Phật xong đó, đồng đạo mở cuốn sám giảng đọc bát chánh đạo trên dưới khoảng nửa giờ đồng hồ thôi, thì đó là kinh Nhật Tụng. Quý vị đọc đi, đọc từ từ nó sáng, rồi đọc từ từ chúng ta thấm, đọc từ từ chúng ta hiểu, chúng ta mới làm theo được. Nhưng mà nói vậy giờ trong đạo mình mấy người làm được điều này? Theo tôi đoán nha, không biết đoán có trúng không à chú, theo tôi đoán là hội trường này chưa ai làm được. Có đồng đạo làm được đâu, giơ tay tôi coi thử coi. À, dạ, cảm ơn đồng đạo. Nếu mà làm được là không ngồi đây. Nếu như là chúng ta đã làm quá chính xác rồi, làm được là giải thoát rồi còn gì nữa. Bởi vì đây là gì? Là con đường giải thoát. Bát chánh đạo là con đường giải thoát. Khi mà chúng ta làm được thì chúng ta đạt chỗ tâm bình tĩnh tịnh. Nhưng mà chúng ta phải ráng làm. Mình biết được như vậy là chúng ta có một cái phương diện tu hành rồi. Cho nên nếu đồng đạo không tin tôi về làm thử. Bây giờ tuổi mình già rồi quý cô à, quý chú ơi, mình sống bữa nay không biết ngày mai à, ha. Mà bữa nay chúng ta thấy rằng cái thời thế bây giờ nó biến động dữ lắm rồi. Nghe mấy ông đạo ông bàn thiên cơ cũng lo lo nghe, không tin nhưng cũng hồi hộp. Ha, thôi bây giờ ráng tu ha. Tối mà thay vì mỗi khi giấc tối rồi chúng ta bàn chuyện phím, mỗi khi giấc tối chúng ta coi chương trình cái gì solo của Bolero đó, hồi đó tôi nhớ mà giờ biết còn không, mà lâu quá tôi không biết. Khi mỗi buổi tối mà chúng ta xem phim, thôi quý vị làm ơn bỏ bớt, cắt hết này giùm tôi đi. Bây giờ này mà còn ngồi coi phim, mà còn nghe ca cổ, coi cái gì nữa thì thôi. Hay hoặc là giờ này mà còn lướt Facebook hay còn lướt Zalo mỗi tối vậy thì. Mà nói chung quý vị nói đây tôi mới nhớ nha, lướt Facebook là một thói ghiền nghe quý vị. Nó ghiền. Cầm tới điện thoại là mắt vô chấm ngay chăng cái mục Facebook, chấm ngay chăng cái mục Zalo, chấm ngay chăng cái mục YouTube. Nó ghiền quý vị ơi. Mà phải chi mà chúng ta ghiền lời Đức Thầy, ghiền kinh Phật, ghiền niệm Phật vậy rồi chúng ta đắc đạo cái một. Nó ngộ vậy đó. Cái ghiền cái chân chánh nó không ghiền. Mà nó ghiền cái ngược ngược không à. Nó ghiền cái xuống địa ngục không à. Cái ghiền gì có Phật không chịu ghiền, ai thử coi. Vì tại sao ạ? À? Bởi vì chúng ta quân tập cái ghiền này nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái lối mòn rồi, chúng ta quân tập cái này quá mòn cái này, cho nên chính vì vậy mà chúng ta ghiền. Cho nên tôi nói thiệt quý vị nghe, ngày xưa mấy đứa nhỏ nhỏ nó ghiền game á, mình la nó.
Nhưng thật chất ra nó ghiền game nó còn đỡ hơn. Và nó còn đỡ hơn là ghiền Facebook nữa. Thấy như vậy chứ nó ghiền ghê lắm nha. Tôi nói thật quý vị về xem rồi đi. Rồi cái phương pháp thứ ba để tìm kiếm chân tánh. Cái phương pháp này tôi thường nói gọi là hai trong một nè. Ngoài cái việc tìm kiếm chân tánh ra, cái phương pháp này nó còn đoạn trừ cái nghiệp nữa. Nó dính luôn cái phận sự hồi nãy. Thì quý vị biết đó là gì rồi. Thì không ngoài sáu viên thuốc Nam Mô A Di Đà Phật mà hàng ngày chúng ta đã uống hàng ngày nè, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì vào thời buổi này, quý vị nghe người ta trình bày Phật Pháp, giờ mình sợ người ta nói trúng, người ta nói trật, người ta nói sâu, người ta nói cạn, sợ làm được, sợ làm không được. Nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật là không trật, không trúng, không sâu, không cạn, trình độ nào cũng làm được hết, kính thưa đồng đạo. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là một cái phương pháp sau cùng trong kỳ thời kỳ mạt hạ này mà Đức Thầy cho biết rất rõ là môn tịnh độ là phương cứu cánh rắn phụng hành các phụ Phật xưa. Cho nên giờ này không có gì bằng niệm Phật hết. Đây là cái sự kinh nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi học hành, nghiên cứu, rồi cuối cùng đúc kết lại theo lời Đức Thầy và theo lời Đức Phật hiện hành. Không có cái gì bằng pháp môn tịnh độ, không có gì bằng niệm Phật. Đồng đạo cứ nhớ Phật, cứ tưởng Phật, cứ niệm Phật giùm tôi. Lúc đầu giai đoạn đầu tiên thì chúng ta niệm Phật sau thời cúng. Giai đoạn cao hơn chúng ta niệm Phật trong tứ tướng quay nghi. Giai đoạn thứ ba chúng ta niệm Phật nhất tâm bất loạn. Đến giai đoạn thứ tư niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật. Thì lúc bây giờ Phật tánh hiện bài, chân tâm hiện bài. Lúc bây giờ chúng ta tìm kiếm được là chân tánh rồi còn gì nữa. Niệm Phật để tìm kiếm chân tánh, còn niệm Phật được về cõi Phật, chuyện đó chúng ta để bàn sau. Bởi vì hiện tại cái trọng điểm chúng sanh đó, cái lũ này nó chôn vùi cái Phật tánh của chúng ta, nó chôn vùi cái chân tánh chúng ta từ bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, tức là cái lũ phiền não mai dương, tức là cái lũ thất tình lục dục. Cho nên hôm nay cái lũ này nó chỉ sợ là Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Mà Đức Thầy đã dạy còn phương pháp niệm Phật để trừ đi cái vọng niệm chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mới làm chẳng dứt. Vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không làm cho cõi lòng an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mà ảm. Nên nay hãy thành tâm niệm Phật, thì nếu được một niệm Phật, ắt lìa được một niệm chúng sanh. Mà niệm niệm Phật thì lìa được tất cả vọng niệm chúng sanh. Cho đến khi nhất tâm bất loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Khi lòng ham muốn và các tình dục không còn nảy sanh ra được, thì lúc bấy giờ cái gì nảy sanh? Xin thưa là Phật tánh nảy sanh. Xin thưa là chân tánh nảy sanh. Thì lúc bây giờ chúng ta đã tìm được chân tánh của mình rồi. Kính thưa đồng đạo, tìm được chân tánh của mình rồi. Nó không hết. Như vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật, phương pháp này nếu như chúng ta có niệm Phật, tôi tin chắc rằng chúng ta vừa trả nghiệp, giống như trường hợp Phan Châu Bá, tức là đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa đáy lòng, niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ thầy Đức Đại Non Bọc, mà Đức Thầy đáp quả dân Phan Châu Bá. Ông mang một cái niềm tâm sự giống như chúng ta vậy. Tan bồng nợ ấy trả chưa xong, chí dốc từ đây cõi tánh tất lòng, nhân đạo còn mang chưa xứ trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tan bồng. Cái nhân đạo còn một đống ở đây nè, trả chưa xong nè, nào là vợ, nào là con, nào là nợ nần tùm lum hết trơn nè, làm sao mà dám nghĩ chuyện non bồng. Đức Thầy nói ông an tâm đi, tôi đưa ông sáu viên thuốc à, lục tự Di Đà, lục tự trì tâm là phương phép, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Thì khi chúng ta có niệm Phật, nợ nần thì chúng ta giải quyết xong hết, trả nợ cũ và không gây là nợ mới. Mà lúc bây giờ có gây là gây nợ với Phật A Di Đà, đâu gây nợ với ai. Mà nếu gây nợ với Phật A Di Đà tốt, gây nợ ổng nó mắc nợ ổng đặng được gì trả nhỏ, tôi cũng gây nữa, phải không quý vị? Vậy thì chung quy lại không có cái gì bằng phương pháp chúng ta niệm Phật. Vậy thì trở lại qua cái đoạn giảng mà Đức Thầy viết trong việc tu thân sự kỹ, phận sự con người phải làm gì trong kiếp sống và tìm kiếm cái chân tánh của mình. Thì giờ này tất cả chúng ta thấy rõ rằng đây là một cái phương pháp gọi là tổng thể trong đời tu của mình. Mà nếu như chúng ta không làm tròn phận sự trong đời tu của mình, mà chúng ta không tìm chân tánh mà cứ rong đuổi ở ngoài, tìm ở Phật tướng, Phật gỗ, Phật tượng ở ngoài, thì chúng ta sẽ bán mình cho ma quân, không bao giờ chúng ta đạt được thành chánh quả. Phải nói gọn vậy. Như vậy thì là con người, nói chung là người tín đồ là Phật giáo hòa hảo, thì cái tất yếu nhất là chúng ta phải làm tròn cái trách nhiệm, cái phận sự.
tôi và quý vị khi sanh ra cõi đời này, chúng ta không phải là một khúc gỗ, chúng ta không phải là vật vô tri, chúng ta có lý trí, có nhận thức, thì chúng ta biết được mình cần phải làm gì, cần phải hành động như thế nào, cần phải có tư duy thế nào để tương lai chúng ta nó ổn hơn, nó tốt hơn trong cái hoàn cảnh hiện tại. Hiện tại quá khổ đâu. Vì vậy cho nên phải hiểu được cái điều đó để chúng ta cố gắng làm cho được những cái vai trò, những cái trách nhiệm của con người khi sinh ra cõi đời này. Trách nhiệm người công dân, trách nhiệm một đứa con, trách nhiệm một người con Phật, trách nhiệm là những cái người tương trợ với nhau trong cuộc đời này. Rồi bên cạnh đó, cái quan trọng là chúng ta sanh ra mình phải chấp nhận trả nghiệp. Ở cõi đời này chúng ta phải chấp nhận trả nghiệp. Dầu người tu cỡ nào, dầu thông minh sáng suốt cỡ nào, mà Đức Thầy cho biết rằng dầu, tức là dầu như cái trường hợp của Ngài Trí Huyền Ngộ Đạt thì Ngài vẫn trả nghiệp. Dầu cho tài trí cũng mang nợ trần, mà Đức Thầy đã giải rất rõ rồi. Và đồng thời yếu tố thứ hai qua đoạn giảng này, Đức Thầy chỉ chúng ta trong một cái con đường, phải nói rõ là để chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến, tìm kiếm được Phật ở chính bản thân của mình. Phật là ta là Phật chứ còn ai nữa, kính thưa đồng đạo. Khi nhận diện được Phật là ta là Phật, nhưng giờ này Phật của ta nó đang ẩn hiện với ta, nó là ma. Vì vậy cái trách nhiệm chúng ta phải diệt ma tìm Phật. Diệt được một con ma thì chúng ta hé lộ một ánh sáng của Phật. Mà muốn diệt ma tìm Phật thì chúng ta phải giữ gìn giới luật, chúng ta phải hành bát chánh đạo, và cuối cùng chúng ta niệm Phật. Nếu được như vậy thì tôi tin chắc rằng trên con đường tu chúng ta rất là dễ dàng, và nhất định chúng ta sẽ được giải thoát, nhất định chúng ta sẽ được tỏ liên đài, nhất định chúng ta sẽ được về tò sen, đúng với câu mà Đức Thầy đã dạy: ước trăm họ nhà mình có cánh, đồng bay về cực lạc một đàng. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề trình bày một cái đoạn giảng trong bài Trong Việc Tu Thân Sửa Kỹ. Thì trong quá trình trao đổi chắc cũng không sao tránh khỏi những sơ sót, rất mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm chúng tôi. Thì giáo pháp có những lúc chúng tôi nói hơi thẳng đó, mà cái thẳng này quý vị cũng thông cảm, bởi vì nhiệm vụ thì phải nói. Nhiều khi nói vậy chứ làm chưa được nghe quý vị, nói để cho quý vị và tôi cùng làm. Cho nên có cái gì mà nó thẳng quá đó thì tôi mong rằng là đồng đạo chúng ta đừng để cho đứt. Nó thẳng chừng nào chúng ta phải nương theo ha, thẳng thôi lấy cây sống, chứ không phải nghe ông này nó thẳng quá rồi giận ông luôn, gần về nghỉ tu luôn thì tội nghiệp cho tôi lắm, tôi gánh không nổi cái nghiệp đó đâu. Thì cũng mong rằng quý vị cũng thông cảm cho tôi. Thì trước khi khỏi diễn đàn thì chúng tôi cũng hết sức là cảm mến, cũng như là hết sức là trân trọng quý đồng đạo đã dành cho chúng tôi một cái buổi pháp thoại quá ý nghĩa, nhất là quý cô cũng như quý chú, quý ban trị sự. Thì chúng tôi cũng cảm ơn ông trưởng ban trị sự của xã Tân Bình, cũng như quý vị thành viên trong ban cũng đã hết sức là phải nói rõ là có một cảm tình đặc biệt với tôi, cho đáng lẽ gặp ai là nghĩ mà ông này về rồi mà hoài không được. Cho nên cũng đôi khi cũng nói chung thì chúng ta là chúng sanh mà, tôi cũng vậy. Cho nên thì chúng tôi cũng hết sức là trân trọng cái sự quý báu của quý vị dành cho chúng tôi. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta ngày giờ này, chúng ta phải đặt cái sự tu lên hàng đầu. Chúng ta phải đầu tư mạnh dạn vào cái công đức tu hành của mình, cho chúng ta đừng có chạy rong theo danh lợi tình, rồi một ngày nào đó đến cái thời kỳ đó rồi thì chúng ta quay đầu không kịp. Và mỗi đồng đạo chúng ta nên tâm đắc là Đức Thầy, đó là đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son ri lời. Để sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin, tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mấy màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm.